kiều hối về Việt Nam giảm kỷ lục trong năm nay. Thưa quý vị, lượng tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam năm nay 2016 đã giảm đột ngột, mức giảm kỷ lục lên tới 25%. Lúc trước thì chính quyền Cộng sản Việt Nam dự tính là nguồn tiền này vào khoảng 12 cho đến 13 tỷ đô la trong năm nay. Nhưng mà thực tế hiện nay là sẽ chỉ có được khoảng từ 8 cho đến 9 tỷ đô la là sẽ chuyển về Việt Nam năm nay. Và như vậy có nghĩa là sau khi vào năm 2014 thì cái lượng tiền này là có 12 tỷ đô la và năm ngoái 2015 thì có 12,2 tỷ đô la tiền từ gọi là khúc ruột ngàn dặm chuyển về Việt Nam, thì tới năm nay 2016 cái nguồn tiền này nó xoay chiều để mà giảm thay vì tăng lên. Thì trong vòng vài năm trở lại đây, cứ mỗi năm chúng ta biết là cái lượng tiền từ những nước ngoài gửi về hay người ta còn gọi là kiều hối nó cứ đều đặn tăng cứ khoảng 10% gia tăng. Thế mà năm nay không tăng mà lại còn giảm như vậy thì chúng ta nên biết là từ 2013 cái lượng gọi là nhiều người gọi là tiền tươi và khỏi bồi hoàn này nó cao bằng 7% tổng số sản xuất, tức là GDP của cả nước Việt Nam. Và nó xấp xỉ mức của nguồn tiền FDI, tức là cái đầu tư của những cái công ty ngoại quốc vào Việt Nam. Và nó cao gấp đôi cái mức giải ngân viện trợ phát triển không hoàn lại, tức là ODA. Thì trong bối cảnh hiện nay thì FDA được cho là khó tăng trưởng mạnh. Còn mức độ ưu đãi của ODA thì cũng giảm, cho nên Việt Nam buộc phải giảm cái vấn đề vay mượn. Thế mà họa vô đơn chí, kiều hối là một cái nguồn thu quan trọng của Việt Nam lại cũng giảm. Và thưa anh Khắc Hành, Việt Nam từng là một trong 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối nhận được hàng năm. Và ước lượng là 80% kiều hối mà Việt Nam nhận được là do những người Việt định cư ở ngoại quốc sau tháng 4 năm 1975. Nói nôm na là những người Việt tị nạn Cộng sản đó. Và đa số là gửi về từ Hoa Kỳ, thưa anh. Ở đây chúng ta thấy có một vài con số nó biết nói. Như chẳng hạn như con số vào năm 1991, cái lượng kiều hối gửi về Việt Nam mới có là 35 triệu. Mà thế mà tới 2015, cái lượng kiều hối bây giờ nó lên tới 12.2 tỷ. Có nghĩa là nó tăng lên gấp 350 lần. Và giống như Bích Trâm nói đó, cái lượng kiều hối này mỗi một năm nó lại cứ tăng lên 10% đều vậy. Thì rõ ràng nó cho thấy rằng là cái số lượng kiều hối sở dĩ nó tăng đều như thế là bởi vì cái số lượng người Việt Nam đi ra định cư ở Hoa Kỳ và các nước ngoài trên thế giới này nó lại cứ càng tăng. Và những năm gần đây thì mình thấy là cái lượng người Việt Nam ở riêng ở California nó tăng khủng khiếp, là bởi vì theo cái gọi là cái sự đoàn tụ gia đình đó, đủ kiểu thì nó gia tăng như vậy. Và cái số tiền mà lượng kiều hối về thì mình thấy rõ ràng là quà cáp cho thân nhân, giúp đỡ cho gia đình, cho thân nhân là một cái chuyện quan trọng. Và cái thứ hai nữa, cái nguồn tiền này có lẽ cũng tôi nghĩ theo cái chung quanh mà nhìn thấy nhiều đó, có lẽ là đầu tư vào đất đai, nhà cửa ở Việt Nam. Bởi vì cái người Việt Nam mình có tâm lý là hay lắm, ra nước ngoài sinh sống, thế nhưng mà cứ muốn đi về về cho nó vui vẻ. Với lại rất là nhiều người đã nói rằng là về hưu thì sẽ về Việt Nam ở chứ không ở đây, buồn lắm. Thành ra rõ ràng là những cái nguồn tiền lượng kiều hối nó gia tăng thì nó cũng đổ vào những cái chuyện như vậy. Thì chúng ta thấy nếu mà giúp gia đình hoặc là mua nhà mua cửa thì lẽ ra là đây là những cái số tiền mà nó không bị ảnh hưởng của kinh tế, nó rất là bền vững. Thì bây giờ những cái phân tích kinh tế nói sao về cái việc mà lượng kiều hối giảm như thế này hả cô? Vâng, thưa anh và thưa quý vị, theo đánh giá của một chuyên gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, nguyên nhân mà dẫn tới cái tình trạng này đó là vì ông này cho là cái tác động của những diễn biến về chính trị cũng như là kinh tế ở trên thế giới. Cụ thể là việc sau khi mà ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi TPP, tức là Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương. Và cũng như là gần đây cũng có tin là Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ, sẽ nâng lãi suất trong tháng này. Thì theo vị chuyên gia này, cái kiều hối từ Hoa Kỳ gửi về Việt Nam nói chung và gửi về thành phố Sài Gòn nói riêng là, như anh Khắc Hành vừa chỉ ra, là để đầu tư. Do vậy có thể là những cái yếu tố vừa kể khiến cho cái dòng tiền này nó chững lại. Ý ông này muốn nói là cái sự đắc cử của ông Donald Trump với chính sách ưu tiên cho nước Mỹ và bảo hộ mậu dịch khiến cho giới đầu tư chững lại cái việc gửi tiền về Việt Nam. Là vì thiếu TPP thì Việt Nam không còn là một cái mảnh đất đầu tư màu mỡ nữa. Và thật ra thì cái điều này nó cũng có thể là chỉ có một phần nào của cái nguyên nhân tại sao kiều hối giảm trong năm nay thôi. Giới phân tích còn cho là vì cái mức độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nó không có ổn định. Và môi trường làm ăn thì chúng ta biết rồi, đầy là bất chắc.
là vì cái tệ nạn tham nhũng và cái tiền bôi trơn là những cái ẩn phí vĩ đại khi mà muốn làm ăn ở Việt Nam hay là đầu tư ở Việt Nam, cho nên cái lượng kiều hối mà Việt Nam nhận hàng năm dùng để đầu tư vào gọi là ngành sản xuất hay hay ngành kinh doanh gì đó thì ít, mà như anh Khắc Hành vừa chỉ ra là chảy vào bất động sản, tức là người ta gửi về để mua nhà mua cửa hay là gửi ngân hàng lấy lãi thì nhiều. Vào những năm trước khi mà kinh tế của Mỹ còn èo uột, lãi suất tại Mỹ thấp lè tè ở con số zero, thì người ta gửi tiền về, thậm chí là nếu không có tiền của mình để gửi về thì người ta chạy ra ngân hàng ở bên này vay mượn với lãi suất thấp rồi gửi về bên đó ký thác ngân hàng mà kiếm lời nhờ cái sai biệt về lãi suất. Thì cái lượng kiều hối nó tăng vọt từ mấy năm qua, được cho là vì ngoài cái chuyện làm nghĩa giúp đỡ thân nhân lại có cái nghiệp vụ làm tiền, và mỗi dịp gửi tiền về như vậy thì lại tạo cơ hội cho những bậc thế giá ở trong tẩu tán tài sản ra bên ngoài, có nghĩa là đề huề trong ngoài gì đều có lợi cả. Tuy nhiên thưa anh Khắc Hành, có vị chuyên gia đã cắt cớ chơi chữ thay vì kiều hối thì lại thêm vào chữ hận ở đằng sau cho nó thành kiều hối hận, là vì đánh bạc kiểu này thì họ cho là cũng có những cái rủi ro. Cụ thể là khi mà đồng đô la lên giá, tức là khi hối suất của Mỹ kim so với những cái ngoại tệ khác nó tăng giá, thì những cái người mà vay mượn để mà vay mượn tiền tiền bên này xong rồi gửi về bên đó để mà lấy lời đó, thì khi mà cần thu lại Mỹ kim để mà trả nợ thì phải cần nhiều tiền hơn mới đổi được một đô la, cho nên lời đâu chẳng thấy, mà nếu như Mỹ kim cứ lên giá thì có khi lại còn lỗ. Bên cạnh đó thì khả năng tăng lãi suất của Fed trong tháng 12 năm nay khiến nhiều người muốn giữ tiền đô la lại, là vì dù sao thì giới ngân hàng bên này vẫn dù sao thì gửi tiền ngân hàng bên này nó vẫn chắc ăn hơn là gửi về bên đó. Lại thêm cái tin đồn chúng ta biết rồi, tin đồn đổi tiền dâm gian từ nhiều tuần nay, lỡ mà Cộng sản Việt Nam chơi trò đổi tiền thật thì tiền gửi ngân hàng cụ Hồ phải nói là chỉ còn là mớ giấy lộn, lúc đó thì thật sự là kiều hối hận. Thì anh Khắc Hành nghĩ sao về những cái giả thuyết này, và cái việc giảm lượng kiều hối nó sẽ ảnh hưởng ra sao trên nền kinh tế Việt Nam thế? Chúng ta lại nói chuyện những con số. Thì người ta thấy rằng cái số tiền tổng, trên tổng cái số tiền mà kiều hối gửi về Việt Nam hàng năm đó, thì cái số lượng tiền gửi đi 3 tháng cuối năm nó chiếm hết 40% của cái tổng số cái kiều hối gửi về Việt Nam đó. Chứng tỏ rằng là cái quà cáp cuối năm của Việt Nam, tức để ăn Tết đó, của người Việt Nam gửi về Việt Nam nó là một cái số tiền nó quan trọng. Và sau đó thì rõ ràng mới tới là cái chuyện là đầu tư và mua nhà mua cửa, gọi là mua đất để mà xây nhà, để mà cho cái cuộc gọi là cư trú về sau. Và thêm nữa, nếu mà có đầu tư thì chắc cũng chỉ đầu tư nhỏ như những cái quán ăn hoặc là những cái buôn bán nhỏ thôi. Tuy nhiên thì lẽ ra và như vậy thì chúng ta vừa nói là lẽ ra là cái số lượng kiều hối như vậy nó phải là rất ổn định mới là đúng. Thế tuy nhiên thì năm nay thì nó lại có một cái sự giảm sụt như vậy, nó hoàn toàn khác. Là vì sao? Có lẽ nhiều người người ta nói rằng đó là chỉ có do cái gọi là cái lòng tin đối với chính quyền của Cộng sản Việt Nam mà ra thôi. Người ta thấy rằng là sau cái đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc rồi, thì rõ ràng là cái xã hội Việt Nam nó có nhiều cái dấu hiệu mà để mà đưa tới những cái đồn đoán là Việt Nam sẽ có trải qua những cái một cái tình trạng gọi là xã hội bất ổn. Có nhiều cái dấu hiệu về đấu tranh chính trị ở trong đó. Và sau đó người ta lại thấy bắt đầu lại cái chuyện mà gia nhập TPP nó không thành rồi. Rồi cái nền kinh tế của Việt Nam nó bê bết đến cái độ mà Việt Nam thiếu tiền, phải ngưng nghỉ nhiều cái công trình. Từ đó nó mới đưa ra những cái nghi ngờ rằng là để mà bù đắp lại ngân sách này, sợ rằng Việt Nam sẽ lại có những cái chiêu trò mà lấy từ của người dân, giống như cái kiểu mà đổi tiền mà đánh tư bản mại sản ngày xưa đó, khi mà sau một năm 1975 một chút ít đó, nó sẽ xảy ra. Hoặc là chính quyền sẽ coi như kiểm soát ngặt nghèo về ngoại tệ hay là về số lượng vàng ở trong nước vân vân. Thành ra từ đó chúng ta mới thấy là có một cái sự nghi ngờ như vậy, thì mới đưa ra tới cái nghi ngờ là đổi tiền. Thành ra có lẽ là tất cả những cái việc mà đầu tư nhỏ, mua bán, mua đất thì nó cũng đều phải chứng lại để xem cái xã hội của Việt Nam nó tình hình nó ra sao nữa. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là thực sự mà nói, cái con số 12.2 tỷ hiện nay mỗi năm gửi về Việt Nam vẫn là một cái con số rất là khiêm tốn so với cái tiềm năng của cái người Việt Nam đang sống ở hải ngoại đây.
sở dĩ người ta không dám đầu tư lớn mạnh là bởi vì rõ ràng Việt Nam hoàn toàn không có cái tạo ra cái lòng tin cho những cái người Việt Nam muốn đầu tư cả. Luật lệ thì nó bất bình quá, rồi cái chế độ thì rất là tham nhũng và nhũng nhiễu cái người làm ăn quá nhiều đi, thành ra người ta mới hạn chế. Nếu mà thực sự ra nếu mà một cái chính quyền khác thì có lẽ là cái nguồn kiều hối này sẽ là một cái nguồn rất là quan trọng trong cái việc phát triển đất nước. Và dĩ nhiên ngược lại thì nếu mà bây giờ từ nay về sau mà nếu mà chính quyền cộng sản Việt Nam lại có thêm một cái chính sách gọi là dại dột, giống như là gọi chúng ta gọi là đổi tiền và đánh tư bản bại sản một lần nữa đó, thì có lẽ cái luồng kiều hối này nó sẽ tổn thương rất là trầm trọng. Bạn có nên tin vào tin đồn đổi tiền? Tư nghèo dân làm báo. Trước khi bạn trả lời ngay có không, bạn nên tìm hiểu lại những lần đổi tiền trong quá khứ. Đảng và nhà nước đã tuyên bố gì về những tin đồn, đã làm gì sau đó, và bao nhiêu người tán gia bại sản, có nhiều người thắt cổ tự chết. Nếu chỉ chuyện đổi tiền chưa đủ để bạn vẫn giữ niềm tin vào lời các quan chức ngày hôm nay, hãy dõi mắt nhìn xa hơn những vấn đề khác. Mới đây thôi, hãy nhớ lời các quan chức khẳng định, cá chết vì tảo nở hoa, thủy triều đỏ. Bạn vẫn khăng khăng thủ phạm tung tin đồn đã bị bắt. Chúc mừng bạn đã có niềm tin tuyệt đối vào an ninh của đảng. Chỉ cần bắt khẩn cấp một hai người nào đó cho đứng thu hình, đọc bài thú tội viết sẵn là bạn tiếp tục sáng mắt sáng lòng tin tưởng vào đảng. Nhưng có điều này bạn cần biết mà không cần tin hay không tin. Tất cả cái gì ở đất nước này đều được đảng ban ơn ban phước và cho là của nhân dân. Từ một tờ báo đến quân đội, từ viện kiểm sát, nhân dân cho đến đồn công an, trừ duy nhất một thứ, ngân hàng. Số phận mấy tờ hồ tệ nằm trong tay bạn hoàn toàn thuộc về nhà nước. Giá trị của nó tùy vào nhu cầu ăn cướp của đảng, ăn cướp có chính sách, có nghị định, có quy trình. Nhưng thưa bạn, tất cả những điều nói trên đều thừa, bởi vì nếu bạn là một người giàu có thuộc thành phần đảng viên, quan chức cán bộ hay một thiểu số giàu có trong xã hội hiện nay, thì trong tay bạn đa phần là đô la, hột xoàn, vàng bạc. Những hồ tệ dơ giấy thì chỉ rất ít để bạn đưa cho ô xin đi chợ. Đổi tiền chỉ làm cho tài sản của bạn gia tăng mà thôi, và bạn là người hưởng lợi với tin đồn đổi hồ tệ hay thật sự đổi tiền thay tỷ giá. Nhưng nếu bạn thuộc vào thành phần đa số nghèo thì bạn cũng không làm gì được gì để mà tin hay không tin cái tin đồn, và viễn ảnh hồ tệ mới tệ hơn hồ tệ cũ. Cái đống hồ tệ bạn đang ôm vào lòng không đủ để mua một lượng vàng, đổi vài trăm đô la. Số phận nghèo nàn của bạn xem như đã được an bài với hồ tệ. Bạn chỉ là một con cá lòng tông mắc cạn trong cái hồ tệ được cho là vinh quang này. Đổi tiền, dù là tin đồn hay tin thật, thì chỉ những người nghèo như bạn ngồi đơ ra đó lãnh đủ. Như những người dân miền Trung năm này qua tháng khác, bất lực, ngồi chóng mắt lãnh lũ mà thôi. Tin buồn nữa, đi kèm với cái vinh quang này là cái muôn năm, nó sẽ muôn năm và muôn đời, bạn chỉ là một con lòng tông trong cái hồ tệ mạc nếu bạn vẫn cứ tiếp tục lòng tông với cuộc đời đảng, nói sao nghe vậy và cúi đầu ngậm miệng trước mọi sai trái bất công. Sau cùng, cho đến bây giờ cuộc đời của bạn cũng chẳng khác gì tờ hồ tệ dơ giấy bẩn thỉu của chúng. Chúng tùy nghi muốn đổi, muốn thay bất cứ lúc nào và theo bất cứ kiểu gì. Bạn có biết, có hay, hay vẫn nghĩ đó cũng chỉ là những tin đồn? Tư nghèo dân làm báo. Chính xe container tiền mới đã được vận chuyển vào Sài Gòn. Cộng tác viên dân làm báo. Xe container nghi chở tiền dừng ở cổng sau Ngân hàng Nhà nước ở Sài Gòn. Ít nhất 9 chiếc xe container nghi chở tiền mới in đã được vận chuyển vào Sài Gòn giữa lúc người dân cả nước vẫn còn chưa hết hoang mang về tin đồn đổi tiền. Nguồn tin gửi đến dân làm báo từ Sài Gòn cho biết, bắt đầu từ rạng sáng ngày 14 tháng 12 năm 2016, người ta nhận thấy các hoạt động khá bất thường quanh khu vực trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
số 17 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Từ sáng đến tối, ít nhất 9 chiếc xe container được thấy đã di chuyển vào cổng sau và bên hông Ngân hàng Nhà nước nằm trên đường Nguyễn Công Trứ và Baxter. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa bằng hàng rào nghiêm ngặt, xe cộ bị cấm lưu thông trong khi bên trong công việc bốc dỡ diễn ra nhộn nhịp. Những container này đều được bốc xuống đất bằng xe cẩu PNH. Sau đó, nhân viên vận chuyển dùng tay để khiêng những bao tải được niêm phong kỹ lưỡng và mang vào bên trong ngân hàng. Theo ghi nhận, việc bốc dỡ diễn ra suốt trong đêm 14 tháng 12 và kéo dài sang đến tận sáng ngày 15 tháng 12 vẫn chưa hoàn tất. Hiện không rõ đây là tiền mệnh giá cũ hay là tiền mệnh giá mới, theo như tin đồn đổi tiền đang gây xôn xao dư luận gần đây. Ít nhất 9 chiếc xe container chở tiền đã được trông thấy trong ngày 14 tháng 12 năm 2016. Theo một thương gia hoạt động lâu năm trong lĩnh vực vận tải, nhiều khả năng đây là đợt nhập kho tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra đợt vận chuyển tiền với số lượng lớn và quy mô như vậy. Điều này có thể lý giải về hiện tượng xuất hiện số lượng lớn tiền mới in trong thời gian gần đây. Hầu hết, người dân khi rút tiền từ AMT hoặc lãnh lương từ ngân hàng đều nhận được những tờ tiền mệnh giá lớn vừa được in mới cáu, cùng số series. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước vẫn thường hay phát hành tiền mới vào mỗi cuối năm, nhưng chưa bao giờ người ta thấy số lượng tiền mới lại nhiều như năm nay. Cho đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chưa công bố số liệu về lượng tiền vừa mới được in thêm. Có ý kiến cho rằng, nếu để xảy ra hiện tượng in tiền một cách vô tội vạ như trên, thì chắc chắn sẽ khó tránh khỏi tình trạng siêu lạm phát vào năm 2017. Kính mời quý khán giả xem tiếp một bài viết có liên quan đến vụ đổi tiền. Với tựa đề, thấy gì qua vụ an ninh bắt người, tung tin đổi tiền. Đối tượng Nguyễn Xuân Long, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1982, trú tại tổ 24, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cộng tác viên Dân Làm Báo. Vào ngày 15 tháng 12, Tổng cục An ninh Bộ Công an cho biết đã bắt giữ hai nghi can tung tin đồn đổi tiền. Một người là Nguyễn Xuân Long, ngụ tại Đồng Nai, và người khác không công bố tên tuổi, ngụ tại Lâm Đồng. Qua việc bắt giữ này, chúng ta thấy gì? Thứ nhất, nếu đúng đây thật sự là hai kẻ tung tin đổi tiền, thì toàn bộ hệ thống tài chánh của đảng và nhà nước có vấn đề. Với hai cá nhân, cộng thêm một phụ nữ Nguyễn Hằng nào đó ở Mỹ và chỉ với một fanpage mang tên Vịt Bầu với gần 70.000 lượt like, con số nhỏ so với rất nhiều trang khác, tung tin đồn mà đã làm cho cả hệ thống phải khốn đốn vì người dân tin theo ùn ùn đi mua vàng. Thứ hai, thật sự có phải đây là những người tung tin hay chỉ là những người đăng tải lại tin đồn? An ninh đã không chứng minh được tin đồn khởi đi từ những người này hay thế lực nào khác. Vốn thường là những kẻ hưởng lợi từ tin đồn. Ngay trong video clip trình chiếu những bằng chứng trên trang Vịt Bầu, thì bài viết Việt Nam có thể sẽ đổi tiền là đăng tải lại bởi Facebooker Thùy Trang Nguyễn. Tức là trang Vịt Bầu không phải là nguồn gốc, nơi phát sinh tin đồn đầu tiên. Trong clip thú tội, Nguyễn Xuân Long đã đọc như sau. Quá trình trao đổi về thông tin trên mạng, tháng 9 năm 2016, tôi được một người nữ ở Mỹ tên Nguyễn Hằng mời làm biên tập viên cho Phay Vịt Bầu. Ngày 30 tháng 11 năm 2016, tôi cập nhật thông tin từ nhiều nguồn, kể cả báo nhà nước và trang mạng lề trái chưa kiểm chứng, để viết bài tin đồn như sau. Việt Nam có thể sẽ có đổi tiền. Tức là khi bị ép cung, Long đã phải đọc lời khai là chính anh vào ngày 30 tháng 11 mới cập nhật thông tin và tự viết bài Việt Nam có thể sẽ có đổi tiền.
Trong khi bài viết này được đăng tải bởi Thùy Trang Nguyễn vào ngày 29 tháng 11. Thứ ba, không phải chỉ một mình Nguyễn Xuân Long đăng tải. Đến bây giờ thì rõ ràng An Ninh chụp lên đầu và vu cáo Long là người tung tin ban đầu. Nhiều người khác, trang mạng khác, trong đó có Vò, mà video clip cũng trình chiếu. Cũng chính An Ninh thú nhận chuyện này bằng những hình ảnh họ đưa ra. Thứ tư, rõ ràng những nghi can này chỉ bị An Ninh đem ra làm những con dê tế thần cho những mục tiêu. Chấn áp, khủng bố một vài cá nhân để răn đe toàn bộ cộng đồng mạng là họ có thể bắt bất cứ ai một cách vô tội vạ. Chứng tỏ khả năng bắt đúng người đúng tội, đáp ứng nhanh chóng chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho việc tìm ra vài tên cắt ké, nhưng có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chánh của đảng. Hoặc là Dương Đông kích Tây, chọn bắt một vài người chạy theo thời sự và những thông tin trên mạng để xếp hồ sơ tội phạm cho chìm xuồng công tác truy tìm thủ phạm, nhằm bao che cho thế lực thật sự đưa ra một chiến dịch tinh vi về vụ đổi tiền này. Hay cho người dân thấy đây là tin đồn và đùng một cái đảng và nhà nước sẽ tiến hành đổi tiền. Qua sự việc này, cộng thêm với truyền thống nói láo làm càn, đảng và nhà nước cộng sản đang tự biến tin đồn thành sự thật và sự thật thành láo khoét. Việt Nam thật sự sẽ có đổi tiền hay không? Bây giờ thì câu hỏi này cần được nghiêm túc phân tích dựa vào những động thái bắt người kiểu dập tắt dư luận của An Ninh. Ngày 15 tháng 12 năm 2016, cộng tác viên Dân Làm Báo. Hội nghị Diên Hồng có một số nhận xét về tin đồn đổi tiền. Trong thời gian gần đây, theo tôi nghĩ, tin đồn này xuất phát không đâu xa, mà chính từ những bà vợ của cán bộ cao cấp trong trường hợp nếu đổi tiền sẽ xảy ra. Mấy ông trong bộ chính trị họp xong rồi về nói cho vợ biết để chuẩn bị tẩu tán tiền trước. Những bà vợ này bắt đầu thông báo cho bà con họ hàng. Rồi từ đó trong vòng một tiếng đồng hồ, cả nước đều biết với tốc độ điện chạy của Internet. Ngày xưa đổi tiền được giữ bí mật rất nghiêm ngặt, bởi vì lúc đó họ mới từ trong vùng trong rừng ra, kỷ luật còn cao bởi tin theo chủ nghĩa Mác Lê và Hồ Cẩu Tặc. Bây giờ đảng viên bộ đội công an đã trở thành một bọn tham nhũng giống như mafia thì làm sao giữ bí mật giống như mới chiếm miền Nam được. Hai hoàn cảnh và xã hội rất là khác nhau. Với ý kiến riêng của tôi á, cho dù có đổi hay không, bà con, cô bác, anh chị em nên đổi ra tiền đô hay vàng, hoặc là mua đất vẫn tốt hơn. Mua vàng thì phải thận trọng, coi chừng vàng giả từ Trung Cộng. Còn nếu mua đất thì phải coi cái miếng đất nào nó có khả năng không bị cưỡng chế. Xem cái nào lợi nhất thì mua. Nhưng mà giữ tiền hồ mỗi ngày thì sẽ bị lạm phát, mất giá trị. Sự tiên đoán thứ hai của tôi là sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có đổi tiền. 25.000 ăn một đồng dưới cái mức ấn định, hoặc có bao nhiêu đổi bấy nhiêu, chuyện đó đối với đảng không có thành vấn đề. Lý do thứ nhất, ngân sách của nhà nước thì đã bị cạn kiệt rồi. Tại vì cái vấn đề quản lý quá tồi tệ, doanh nghiệp quốc doanh thua lỗ, bộ máy cồng kềnh nuôi ăn quá nhiều nhân lực từ côn đồ, mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, ban tuyên giáo, công an chìm nổi, rồi xây dựng tượng đài cả nghìn tỷ, vân vân. Quý vị có thể liệt kê thêm. Thứ hai là đảng Cộng sản không đủ tiền trả lương cho cán bộ, bọn ăn theo, thì hệ thống đảng trị độc tài sẽ vỡ tung ra từng mảnh. Hiện giờ tạm gọi là hai phe, phe thân tàu, phe ngã qua Mỹ. Nhưng khi thiếu tiền, sẽ chia ra hàng trăm phe khác, từ trung ương đến địa phương. Mỗi vùng là một lãnh chúa. Nạn cướp bóc của quan quân sẽ xảy ra khốc liệt hơn, chém giết và sự trả thù tăng cao khắp nơi. Trộm cắp phát sinh giữa ban ngày. Với hình ảnh này,
Đảng Cộng sản run sợ bị sụp đổ nên phải đổi tiền để cướp tiền của dân, nuôi bọn côn đồ, công an, quân đội, dư luận viên. Tôi sẽ phân tích đảng sẽ cướp một cách tinh vi như thế nào. Cho dù đảng Cộng sản ra tuyên bố có bao nhiêu tiền đổi bấy nhiêu, không giới hạn, thí dụ như 10 đồng, 10 đồng cũ ăn một đồng mới. Tạm thời mình lấy con số nhỏ để dễ hiểu, thí dụ như là toàn bộ đất nước có tổng số tiền cũ là 100 tỷ. Cộng sản độc tài cũng in 100 tỷ đồng tiền mới. Khi đổi xong thì nhà nước còn dư 90 tỷ tiền mới, phải không? Đây là số tiền cướp được của dân. Chắc quý vị thấy rất dễ hiểu về thí dụ này. Lúc này á, thì khi mà đổi xong tiền rồi á, thì vật giá được giảm xuống 10 lần để bằng giá trị tiền mới. Thí dụ như một ký thịt á, là 10 đồng tiền cũ thì bây giờ á, xuống còn 1 đồng tiền mới. Thì bằng tương đương với cũng giống như là 1 đô la đi. Thì 10 lần nó giảm xuống như vậy, vật giá nó cũng giảm theo cái tiền mới. Kinh tế vẫn xoay tròn bình thường, lại được có tiếng là tiền của Việt Nam mình có giá trị ngang với tiền đô la nữa. Cộng sản rất quỷ quyệt, quý vị sẽ thấy sau đây. 90 tỷ tiền mới này, Cộng sản sẽ bỏ trong kho để làm gì? Đảng sẽ rút ra từ từ, rồi phát lương cho cán bộ hơn 4 triệu đảng viên. Giá trị của đồng tiền bắt đầu lạm phát nhỏ, rất nhỏ. Người dân không thể nào thấy được. Tại vì nhà nước rút một lần có 1 tỷ, thí dụ hay là nửa tỷ gì đó, rồi bắt đầu phát lương cho 4 triệu đảng viên. Thì cái giá trị mà lạm phát á, cái mức lạm phát đó, người dân không thấy được. Nó quá nhỏ so với một cái tổng số tiền lớn của toàn nước. Thì khi mà nhà nước mà lấy tiền ra để mà phát lương á, thì đương nhiên nó sẽ lạm phát. Tại vì cái tiền đồng tiền này nó đâu có cái gì bảo kê đâu. Tiền này là cướp của nhà dân đem vô trong kho của nhà nước mà. Thành ra cái ký thịt nó bắt đầu nó tăng. Khi mà mỗi lần mà phát lương cho cán bộ á, thì ký thịt bắt đầu nó tăng lên chừng vài xu thôi. Thì mình nghèo, mình người nghèo mà đâu có ăn thịt nhiều đâu, cũng đâu để ý. Mày có tăng vài xu, tao cũng đâu có mua đâu mà để ý. Thì cứ mỗi lần, mỗi tháng đó, mà nhà nước mà xuất tiền mới ở trong kho ra, từ 90 tỷ đó, mà cứ lấy ra từ từ, phát lương cho cán bộ, côn đồ, thì nó lạm phát nó cũng sẽ tăng lên từ từ theo thời gian. Cho đến khi nào đó, mà hết 90 tỷ thôi. Thì cứ thế, 86 triệu dân của mình là cứ khổ từ từ, không có hay biết gì hết. Lâu rồi nó cũng quen, không cần phải đấu tranh. Cái vòng tròn cứ nó sẽ lặp đi lặp lại khi mà phát lương hết 90 tỷ đó. Cái đó gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hội nghị Duyên Hồng xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Dân tộc Việt Nam sớm được tự do, dân chủ. Kính xin quý vị nhấn vào đăng ký để biết được tin tức thời sự video mới nhất. Hẹn gặp lại trong những bài đọc kế tiếp.